Liên quan đến sự việc kênh TikTok Thơ Nguyễn đăng tải video dùng búp bê cầu ví học giỏi cho các em nhỏ gây xôn xao dư luận thời gian vừa qua, Cục An toàn thông tin Bộ Thông tin và Truyền thông vừa đề nghị công ty công nghệ TikTok Việt Nam khẩn trương có biện pháp xử lý video kể trên và tài khoản kênh Thơ Nguyễn. Theo Cục An toàn thông tin thì sự việc này có dấu hiệu vi phạm truyền bá mê tín dị đoan, đã gây ra tâm lý tiêu cực tới sự phát triển và nhận thức của trẻ em, khiến nhiều phụ huynh và dư luận xã hội bức xúc. Do đó, Cục An toàn thông tin đề nghị TikTok Việt Nam, ngoài việc xử lý trường hợp kênh Thơ Nguyễn, cũng cần phải thắt chặt kiểm duyệt các nội dung độc hại, phản cảm, không phù hợp với thuần phong mỹ tục của Việt Nam gây ảnh hưởng xấu tới trẻ em trên nền tảng TikTok. Trước đó, kênh Thơ Nguyễn đã đăng tải hai clip lên mạng xã hội TikTok vào các ngày 25 và 27 tháng 2 năm 2021 có nội dung dùng búp bê để xin vía học giỏi do nhận được nhiều yêu cầu của các em nhỏ. Các video clip này sau đó tiếp tục được đăng tải trên kênh YouTube của Thơ Nguyễn và nhận nhiều phản ứng lên án từ dư luận xã hội. Cục phát thanh truyền hình và thông tin điện tử đã yêu cầu YouTube và TikTok gỡ bỏ những nội dung vi phạm liên quan đến tài khoản có tên là Thơ Nguyễn. Kênh YouTube Thơ Nguyễn cũng có khả năng sẽ bị xóa bỏ. Tài khoản TikTok của thơ Nguyễn dù mới thành lập nhưng hiện nay có tới hơn 951.000 người theo dõi. Tuy nhiên hiện toàn bộ clip trên tài khoản này đã bị ẩn đi. Ngoài nội dung về búp bê có vẻ như là cô ma thông thì tài khoản ở YouTube và TikTok của thơ Nguyễn đăng khá nhiều video với nội dung hướng đến đối tượng xem là trẻ em. Thơ Nguyễn cũng từng bị phản ứng khi mà đăng các video có nội dung không phù hợp với trẻ em như là các thử thách nguy hiểm với tiêu đề như là cho đá khô vào trong chai nước kín rồi thử nghiệm đun lon nước ngọt để theo dõi phát hiện cái hiện tượng phát nổ. Và ngoài kênh Thơ Nguyễn, trên Youtube bây giờ cũng có rất nhiều kênh được cho là có các nội dung phản cảm khuyến khích hành vi xấu của trẻ em. Ví dụ như là kênh NTN Vlog, PHD Tron, Hưng Vlog, Hành tinh đồ chơi, Hậu cáo TV điều đáng nói là các kênh này đều có hàng triệu lượt đăng ký theo dõi và trong đó đa phần là các bạn thanh thiếu niên